Không, nghe em đọc tên từng cái này. Cái này là ra cho non nha. Để chị nghe cái tên thôi, chứ chị không cần hỏi em nguyên kem nhà em có mạnh hay là không. Da chị đen chị xài có được không? Bởi vì bản chất ai bán kem trộn cũng dành cho da đen hết, mà kem trắng da đều dành cho da đen hết. Nice. Thuốc này giống như thuốc tẩy đấy. Tẩy đấy. Em đọc tên từng cái cho các chị dễ hiểu nè. Kích trắng. Kích trắng nha các chị đẹp ha. Rồi các chị coi thử là cái kem nó có mạnh hay là không, chứ không cần hỏi em là kem có mạnh hay là không đâu. Rồi các chị muốn biết kem nó có trắng hay không là các chị phải xài thử nha các chị đẹp ơi. Đây là tiếp em bé, đây là thuốc tây. Và em nói lại một điều nha, kem trộn thuốc tây là kem mạnh nhất trong dòng kem trộn. Mạnh nhất trong dòng kem trộn. Tay vô tay. Vô tay. Nha. Kem trộn thuốc tây là dòng mạnh nhất trong kem trộn. Nó mạnh hơn cả tẩy mờ, chan gala. Trong này có cọt nhiều, chủ yếu làm mỏng da nhiều. Đó, tẩy đó. Các chị có đòi tẩy, đó là tẩy đó mấy chị nha. Chứ kem trộn, trộn cái gì mà cho nó thành tẩy chị ơi. Trong trong cái chan gala, cọt nhiều, mỏng da nhiều đó, tẩy da nhiều, đó mới gọi là tẩy. Chứ đôi khi các chị lên like, các chị hỏi em ơi bỏ nhiều tẩy. Các chị biết người ta bỏ tẩy là cái thứ gì không? Các chị không biết cái gì hết á. Đây là tuyết glucose N mà các bạn đã được nhìn thấy ở trong video kem trộn vừa rồi. Thì cái tuyết này nó có thành phần từ glucose, tức là thành phần chủ yếu của nó chính là cortisone. Chỉ định của thuốc glucose N là điều trị các bệnh viêm da như là các loại tràm dị ứng, tràm sữa, bệnh ngứa sần, tình trạng vẩy nến, hoặc là ngứa vùng hậu môn sinh dục. Trường hợp không nên dùng thuốc glucose N là dị ứng với bất cứ thành phần nào khác có trong công thức của kem glucose N. Người bệnh nhiễm khuẩn nguyên phát không được dùng thuốc trong bệnh lao da, thủy đậu, sởi đậu mùa, loét viêm da do giang mai. Tác dụng phụ của glucose N là có thể gây ra bỏng rát, ngứa kích ứng khúc da, viêm nang lông, rậm lông, viêm da quanh miệng. Nha. Cái tiếp này Foluco với cái tiết kem thi sinh này cũng là bỏ cho để tẩy da đấy. Cái hũ này là 400 ngàn một hũ nha chị đẹp ơi. Dibetalic. Dibetalic này á, nó cũng giống như thế, nhưng mà được cái là mờ thâm mờ đồi mồi. Mờ thâm mờ đồi mồi. Đó là kem trộn nha. Thâm nát xài không được. Đó. Mấy chị xem. Rồi. Đây em làm cho khách quen. Khách để dành, về khách xài nha. Đây là kem bủng. Kem bủng là tông cao hơn trắng bạch nữa. Mà kem này có đổ dầu. Có đổ dầu nữa nha mấy chị đẹp ha. Ở khúc dưới thuốc và kích trắng. Em thấy chị Lê Vy. Ở dưới là thuốc và kích trắng. Quá nhiều rồi. Các chị xem á, đó. Là các chị biết kem mạnh hay là không à. Chừa tôi hết dịch nha mẫu. Ừ, để tôi chừa cho bà một hũ. Chừa bà một hũ. Mang rẻ cho bà hũ này luôn. Để về bà xài, để dành hết dịch bà xài. Cái hũ này là 300g á chị ơi. Rồi. Kem mà bỏ nhiều én là trắng mà hại da lắm. Không biết gì hết. Không có biết gì một cái chuyện gì hết. Nãy giờ ở trên livestream này thấy có bỏ tiếp én nào không? Được chưa? Rồi. Trộn điên trộn khùng mà cũng mua. Giờ trộn điên trộn khùng mà người ta xài trắng game. Mình biết người ta trộn điên trộn khùng, mình thử mình trộn phải được như người ta hay là không nha. Người ta trộn điên trộn khùng mà nó trắng. Mình biết người ta trộn điên trộn khùng thì mình chắc mình cũng đánh cấp cao. Mình lên mình like như người ta để mình trộn như người ta thì ai mua không nha. Ghê chưa? Ghê chưa? Rồi ok chị Lê Vy này nha. Còn cái chị nào trên livestream này kêu én, mấy chị không biết gì về kem hết trơn, mấy chị bớt mấy chị phán lại đi. Nín trà nó đi. Trộn én nhiều hại da. Đã nói rồi cái mấy cái tip này nha. Cái én nó cho bạn cái lỗ đít của cái tip này thôi. Để coi thử cái tip này có lỗ đít trong nhà. Cái én nó cho bạn cái lỗ đít của cái tip này thôi. Nha. Thiệt á. Cứ hở ra là én. Trời ơi. Én mà mạnh là xưa rồi. Én mà mạnh cái quần gì mà mạnh. Mà hư nhiều gì mà hư. Nha.
mẫu ơi. Cái này nè, nói về cái độ mà mạnh mà tẩy da én là bằng cái lỗ đít của cái tiếp này thôi. Bây giờ trời nó khiến cái này nó không có lỗ đít á, nhưng mà nó có lỗ đít là bằng lỗ đít của tiếp này thôi. Mà cái này không phải là én, tất cả mình phân biệt giữa én và không phải én á, cũng không biết nữa. Ai cấm tao cấm mày á, Nam Nhật lắc luôn. Đó, mệt. Còn ai cấm mày á, tao lóc luôn. Nhiều chuyện. Bà ơi, tôi nói thiệt với bà nghe, én nó không có là cái gì á, én nó không có là cái gì luôn á. Én nó không có là cái gì hết trơn á, trời á, thiệt á. Mấy bà cứ gói én không là cái gì hết trơn á, trời á. Con kem trộn đồng ý là có én, nhưng mà thiệt chắc én nó không có là cái gì hết trơn á. Nhiều bà cũng trộn én thì bà cố mà đâu có tránh đâu. Én không là cái gì hết trơn á, người đẹp. Còn thằng kia ai cấm mày tao lắc mày đầu ấy quỷ vậy. Mấy chị trên livestream này nhiều bà cũng trộn én rồi mà xài nó đâu tránh đâu, không có tránh nào đâu. bình thường nó là thành phần trong kem trộn, nhưng mà nó bình thường nha. Chào chị Trần Việt nha.